Một bạn giấu tên có gửi câu hỏi đến nhà thuốc như sau. Em là nam, em 30 tuổi và chưa lập gia đình. Em bị viêm gan B và đang dùng bài thuốc cây cà gai leo, cây xạ đen và cây mật nhân của nhà thuốc đã được 3 tháng rồi. Gần đây em nghe mọi người nói là uống cây cà gai leo nhiều thì sẽ dẫn đến giảm sinh lý và dẫn đến vô sinh. Em hoang mang quá, vợ con thì chưa có. Em xin hỏi nhà thuốc là uống cây cà gai leo lâu dài thì có làm vô sinh, có làm giảm sinh lý nam giới hay không? Em rất mong sớm nhận được phản hồi từ nhà thuốc. Em xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, theo suy nghĩ của một số bạn thì bổ gan thì hại thận. Suy nghĩ này hoàn toàn sai. Bởi khi chức năng gan được củng cố thì ngũ tạng sẽ được khỏe mạnh. Vì vậy không có lý do gì để nói là bổ gan thì hại thận cả. Dùng cây cà gai leo thì sẽ tốt cho gan và ngũ tạng cũng được củng cố và sức khỏe của người bệnh sẽ được cải thiện. Hơn thế nữa thì sử dụng cây cà gai leo cũng không gây hạ huyết áp và không ảnh hưởng đến tuần hoàn của dòng máu trong cơ thể. Vì vậy uống cây cà gai leo không những không gây vô sinh, không ảnh hưởng đến sinh lý mà cây cà gai leo còn gián tiếp cải thiện sinh lý cho nam giới. Như chúng tôi đã trình bày là cây cà gai leo rất là lành tính và không gây tác dụng phụ, không ảnh hưởng đến sinh lý. Do vậy bạn chưa lập gia đình thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng cây cà gai leo được bình thường. Bạn hãy đun nước hoặc là hãm nước cây cà gai leo để uống thay nước trà hàng ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline để được nhân viên tư vấn cụ thể hơn.